Hello everybody, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ học với nhau trong một cái bài này liên quan đến thiền tại đơn. Chúng ta sẽ ôn với nhau một chút, đó là Do you get up early? Ở đây chúng ta sẽ có câu hỏi ngắn thì hiện tại đơn. Thì chúng ta hỏi là do you get up? Thì trong thì quá khứ chúng ta sẽ đổi do thành did. Nó sẽ có đổi do thành did, do thành did. Điều này có lẽ là quá quen với các bạn rồi. Trong cái phần phủ nhận, chúng ta sẽ dùng did not để nói không làm một việc gì đó. Ví dụ như ở đây, we didn't, viết tắt của did not thì là didn't. We didn't go là chúng tôi không đi đâu đó. We didn't go to work là chúng tôi không có đi làm. Hoặc là they didn't go to work là họ cũng không có đi làm. Vậy chúng ta sẽ thấy với nhau một cái điều ở đây là gì? Đó là you chúng ta cũng dùng did, she cũng dùng did, we cũng dùng did, mà they cũng dùng did. Ai cũng dùng đứt, tất cả chúng ta đều dùng đứt hết. Thì có nghĩa là cái thì hiện tại đơn nó khó hơn cái thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn thì chúng ta chỉ cần dùng một từ đứt là xong, còn cái thì kia thì chúng ta phải đu rồi đa, đúng không? Thì từ này không phải đu đa, đứt hết. Quá khứ là về đứt hết, đúng không? Đứt phủ định là chúng ta có đứt nốt, viết tắt là đứt đần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe và lặp lại những cái câu này để ta quen với cái từ đứt. Tape script 10.7. Did you get up early? Yes, I did. Did she get up early? No, she didn't. We didn't go to work. They didn't go to work. Ok, câu hỏi ngắn chúng ta sẽ là did you, đúng không ạ? Trả lời yes thì là yes I did. Còn trả lời no thì là no didn't, no she didn't. Ok, rất dễ thôi, không có gì khó cả. Chúng ta chỉ quen với từ did rồi, quá dễ đọc, mới quen với tiếng Việt luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp theo ra đến với một cái bài tập ở đây. Bài tập đây, nhưng mà để làm được bài tập này thì chúng ta sẽ nghe cái bài nghe trước. Sau đó sẽ là bài tập thì một số các từ mới nó sẽ chia sẻ cho các bạn ở đây luôn. Thứ nhất là có từ play tennis là chơi bóng tennis đấy, quả bóng cao su nhỏ nhỏ đấy. Hay là play tennis này người ta gọi là quần vợt đi nhé, quần vợt. Rồi ta có từ weekend, weekend là cuối tuần, weekend cuối tuần quá dễ. Yesterday là ngày hôm qua, afternoon là buổi chiều, yesterday afternoon là buổi chiều ngày hôm qua. Yesterday evening là buổi tối ngày hôm qua. Evening là buổi tối. Tiếp theo nó có từ late. Từ late là muộn. Thì go to bed late có nghĩa là đi ngủ muộn đấy. Rồi nội dung bài nghe chúng ta thì nó làm ở phần dưới này. Hi Dan, did you have a good weekend? Yes, I did. Thanks. Chào Dan, bạn có những ngày cuối tuần tốt đẹp không? Tốt đẹp chứ, thành cảm ơn nhé. What did you do yesterday? Bạn đã làm cái gì ngày hôm qua? Yesterday morning I got up early and I played tennis with some fans. Tôi dậy sớm và tôi đi chơi tennis với một số người bạn. You này, got up early. Ở đây mình sẽ điền từ get up. You get up early on Sunday. Bạn đã dậy sớm vào ngày chủ nhật ư? I know, tôi biết. I don't usually. Tôi không thường xuyên get up early on Sunday, dậy sớm vào ngày chủ nhật. Did you go out yesterday afternoon? Bạn có đi ra ngoài hay là tí là đi dạo hay đi chơi ở đâu đó vào buổi chiều ngày chủ nhật không? No, didn't. I just stay at home. Tôi không có đi đâu cả, tôi đơn giản chỉ ở nhà. I watch the football on TV. Tôi xem bóng đá cả buổi chiều. Tôi xem bóng đá trên TV. Football. Bà này có vẻ không thích football lắm. What do you do yesterday evening? Bạn làm gì vào buổi chiều, buổi tối ngày hôm qua? What did you do? Đây ta sẽ nhìn thấy từ did và từ do. What did you do? Thì từ did ở đây là quá khứ của do, đúng không ạ? Nhưng mà nó là quá khứ để làm trợ động từ để hỏi, nên là nó đứng ở đầu từ you. Còn từ do ở đây là làm cái gì? What did you do? Bạn làm cái gì vào buổi chiều, tối ngày hôm qua? I didn't do much. Tôi đã không làm nhiều thứ. Nhớ các bạn là khi trả lời là I didn't much, không có từ do là không đúng nha. Trả lời là I didn't do much. Bởi vì hai từ did và từ do này không liên quan với nhau trong trường hợp này. Mỗi từ đảm nhận một cái chức vụ, một cái trách nhiệm riêng trong câu. I didn't do much. Tôi không có làm nhiều việc. Ở đây có thể là I did a bit. I did a bit.
a bit là một chút, một ít. A bit cũng là một chút, một ít. At my computer. At my computer. I didn't go to bed late. Tôi không có đi ngủ sớm. Tôi không có đi ngủ quá muộn. I didn't go to bed late. Tôi không đi ngủ quá muộn. About 11. Khoảng 11 giờ đêm. Thì đấy, năm nó đã dịch và giúp đỡ các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe rồi. Chúng ta sẽ nghe phần điền và câu hỏi nhé. Tape script 10.5. Betsy and Dan. Hi Dan, did you have a good weekend? Yes, I did, thanks. What did you do yesterday? Well, yesterday morning I got up early and I played tennis with some friends. You got up early on Sunday? I know. I don't usually get up early on Sunday. Did you go out yesterday afternoon? No, I didn't. I just stayed at home. I watched the football on TV. Ugh, football. What did you do yesterday evening? Oh, I didn't do much. I worked a bit at my computer. I didn't go to bed late. About 11. Tape script 10.5. Betsy and Dan. Hi Dan, did you have a good weekend? Yes, I did, thanks. What did you do yesterday? Well, yesterday morning I got up early and I played tennis with some friends. You got up early on Sunday? I know. I don't usually get up early on Sunday. Did you go out yesterday afternoon? No, I didn't. I just stayed at home. I watched the football on TV. Ugh, football. What did you do yesterday evening? Oh, I didn't do much. I worked a bit at my computer. I didn't go to bed late. About 11. Tape script 10.5. Betsy and Dan. Hi Dan, did you have a good weekend? Yes, I did, thanks. What did you do yesterday? Well, yesterday morning I got up early and I played tennis with some friends. You got up early on Sunday? I know. I don't usually get up early on Sunday. Did you go out yesterday afternoon? No, I didn't. I just stayed at home. I watched the football on TV. Ugh, football. What did you do yesterday evening? Oh, I didn't do much. I worked a bit at my computer. I didn't go to bed late. About 11. Cái phần cuối cùng này là chúng ta đến từ work. I work a bit. Tôi làm việc một chút. At my computer. Đó là chúng ta nói về cái cuối tuần của người khác. Chúng ta có thể tự viết ra những câu về cuối tuần của bản thân mình. Cuối tuần các bạn có thể chơi game cả ngày, có thể đi chơi bạn bè, nhưng có người chăm chỉ thì học cả ngày, đúng không ạ? Có những người thì làm việc không có cuối tuần. Ở đây chúng ta sẽ hoàn thiện cái phần question and answer from the conversation. Tức là lấy từ cái đoạn hội thoại ra, người ta sẽ hoàn thành các câu sau. Ví dụ, did you have a good weekend? Yes, I did. What did you do yesterday? Bạn đã làm gì ngày hôm qua? Đúng không? I played tennis. Còn bên dưới này là gì? Did you go out? Đó. Chúng ta đã hỏi did you thì đây ta chỉ go out thôi, không phải get out nữa nhé. Did you go out yesterday afternoon? No, I didn't. What did you do? What did you do yesterday evening? Bạn đã làm gì buổi tối ngày hôm qua? I didn't do much. Đúng không? I didn't do much. I did not go to bed late. I did not go to bed late. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một số chút ở đây nhé. Tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem ta có điền đúng không. Yeah. Tape script 10.6. 1. Did you have a good weekend? Yes, I did. 2. What did you do yesterday? I played tennis. 3. Did you go out yesterday afternoon? No, I didn't. 4. What did you do yesterday evening? I didn't do much. I didn't go to bed late. Tape script 10.6. 1. Did you have a good weekend? Yes, I did. 2. What did you do yesterday? I played tennis. 3.
Did you go out yesterday afternoon? No, I didn't. 4. What did you do yesterday evening? I didn't do much. I didn't go to bed late. 1. Did you have a good weekend? Yes, I did. 2. What did you do yesterday? I played tennis. 3. Did you go out yesterday afternoon? No, I didn't. 4. What did you do yesterday evening? I didn't do much. I didn't go to bed late. Tape script 10.6. 1. Did you have a good weekend? Yes, I did. 2. What did you do yesterday? I played tennis. 3. Did you go out yesterday afternoon? No, I didn't. 4. What did you do yesterday evening? I didn't do much. I didn't go to bed late.